Xin chào thầy và các bạn, em tên là Lưu Hoàng Phúc, và sinh viên là 174202. Thì hôm nay em xin được trình bày về bài tập số 12 là điều khiển động cơ DC. Thì đầu tiên là em sẽ vẽ sơ đồ nguyên lý. Thì em cũng chọn một con 16x7, một cái lúc nhấn, một điểm trở. Thì mặt này chúng ta sẽ sử dụng một con L298, một cái nguồn battery DC có thể thay đổi được. Thì với một cái con diode một động cơ. Và một ứng dụng và một thiết bị. Thì ta sẽ lấy tinh C RC2 để cấp cho xung cho thằng tinh 1, rồi RC3 sẽ cấp cho thằng tinh 2. Thì đối với hai tinh enable này thì sẽ dùng cho RC7, và hai tinh CC này sẽ nối xuống mắt. Tinh số 9 này sẽ nối cho của LM298 này sẽ nối lên nguồn, và con tinh số 8 này sẽ nối xuống mắt và một cái nguồn. Thì đối với thằng này thì độ dương nó sẽ về hai cực cathode của thằng diode 12. Đây trên diode D3 4 thì nối xuống mắt. Nguồn 4 này sẽ nối lên cái nguồn dương 12V. Start up.
đúng chưa? Tiếp theo em sẽ viết code. Thì đối với code thì đầu tiên sẽ khai báo một con IC sử dụng là 16x87 và một cái đường số, thứ hai là một cái đường số thật anh HS là một đường số thật anh. Thì em sử dụng hàm delay là clock 20 mH. Thì em sẽ khai báo ba nút là up, down và start top. Thì đối với đầu tiên nút up thì em sẽ khai báo là pin B0, nút down thì em sẽ pin B1, nút start top sẽ pin B2 và thêm một cái chân enable là pin C7. Thì đối với thằng em sẽ khai báo hai biến là value và cấp tốc độ. Thì đầu tiên là giá trị tốc độ, đó là và cấp tốc độ. Thì với một biến là td, trạng thái điều khiển, trạng thái DC. Đầu tiên thì em sẽ chương trình phụ start top. Thì nếu nhấn start top thì nó sẽ delay 20 giây và chỉ hoãn 20 giây. Thì nếu kiểm tra, nếu nhấn start top thì lúc đó kiểm tra xem có nhận thả start top chưa, thả nút nhấn start top chưa. Nếu thả rồi thì nó sẽ đảo chiều động cơ. Thì nếu trạng thái động cơ bằng 1 thì cấp tốc độ bằng 1 và cấp tốc độ bằng 0. Nếu không thì cấp tốc độ bằng 0. Thì đối với nút up, nút nhấn up thì nếu nhấn up thì nó chỉ khoảng 20 giây và nếu nhấn up nữa thì nó sẽ kiểm tra coi thả nút nhấn chưa. Nếu thả nút nhấn rồi thì nó sẽ cấp tốc độ tăng lên 1 đơn vị. Nếu cấp tốc độ lớn hơn 10 thì cấp tốc độ bằng 0. Thì đối với nếu cấp tốc độ bằng lớn 10 thì cấp tốc độ bằng 10. Rồi đối với nút down thì nó sẽ, nếu input down bằng 0 thì delay 20 giây. Nếu input down, nếu nhấn input down thì nó sẽ kiểm tra thả nút nhấn chưa. Nếu thả rồi thì nó sẽ cấp tốc độ, nó sẽ giảm 1. Nếu cấp tốc độ nhỏ hơn 1 thì nó cấp tốc độ sẽ chuyển, nó sẽ trở lại bằng 1. Thì đối với chương trình chính thì em sẽ xét hai cái chân là C và B. Đối với chân B thì em sẽ khai báo ở nó là 0xFF. Thì em sẽ khai báo chân C3 nó sẽ là ở mức thấp. Thì setup em sẽ setup bổ sung là BWM và khởi tạo một cái timer 2. Thì đối với timer 2 thì em sẽ dùng timer 2 dip deep by 16 2491. Set timer 0 thì em sẽ set một cái timer 2 bằng 0. Thì em sẽ đẩy xuất cái chân 2 enable lên mức cao. Thì đầu tiên là em sẽ khai báo là value bằng 0 và trạng thái điều khiển, cái trạng thái động cơ sẽ bằng 0, cấp tốc độ bằng 0. Thì em sẽ set cái BWM của team, set một cái giá trị BWM giá value. Thì nếu đúng thì nếu trạng thái động cơ bằng 1 thì nó sẽ nhấn tăng tốc độ lên 1. Còn nhấn down sẽ giảm tốc độ xuống, giảm tốc độ 1 đơn vị. Nó sẽ nhấn, nếu nhấn start up sẽ là đổi trạng thái động cơ. Thì value sẽ bằng cấp tốc độ như 100. Đối với đó là em sẽ cuối cùng em sẽ xét một cái thăm BWM của giá trị value. Thì em sẽ lưu chương trình lại và kiểm tra. Sau đó em tiến hành chạy chương trình trên một phần mềm mô phỏng bộ đó tốt. Thì khi có chưa có xung thì nó sẽ, khi chưa nhấn start up thì nó sẽ hiển thị xung như vậy. Khi nhấn start up nó đã chịu động cơ thì
Đây. Thì khi em nhấn Startup thì nó sẽ đảo chiều động cơ, thì nó sẽ hiện xung quanh luôn vậy, thì chu kỳ nó là 8 ôm. Thì đối với thằng nhấn Up thì nó sẽ, khi nhấn Up thì nó sẽ tăng lên một đơn vị, nhấn Down nó sẽ giảm một đơn vị. Bài giảng của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.